Cái đơn hàng này thì mình đi trực tiếp các bạn, đi giao trực tiếp cho khách. Bữa nay có mặt tại xã Minh Thuận thuộc Vĩnh Thuận, Kiên Giang. Bắt đầu ra cho nó quen với nước, cái nguồn nước ở miền Tây nước ngọt là thả trực tiếp luôn các bạn. Còn cái con la le của anh á, hay là con gà nắp á, nó cảm nhận được cái nhiệt từ cái môi trường ở bên ngoài. Giống như cái mùa nắng này nè, là cái con la le anh để ý á, là những cái ổ nó đang ấp ở ngoài trời như vậy đó, nó nhảy xuống nó tắm. Thời tiết mà nắng nóng ở ngoài mà cảm thấy nó nóng trứng đó, nó nhảy xuống nó tắm, nó làm ướt lông nó lên làm mát trứng đó. Này 10 con phải không Đạt? Ừ. Đó. Này là một sọt như vậy là 10 con. Đơn hàng này 20 con. Ví dụ như mình không có nhận, ví dụ chỗ nào mà không có xe hoặc là không thuận đường xe thì mình không nhận. À, không phải là đơn nào mình cũng nhận các bạn. Mình cảm thấy cái đơn nào mà nó đi nhanh và đi liên tục á, đến tay bà con có thể là sớm nhất thì mình nhận. Nhiều tỉnh có thể là có những cái đường xe không có đường thuận đường xe nên mình không có nhận gửi hàng cho bà con. Ship hàng thì mình ship toàn quốc. Ship toàn quốc. Khi thuận đường xe các bạn và khi đủ số lượng. Đấy, nhiều khi các bạn ở ngoài Bắc mà kêu mình gửi một cặp hai cặp qua thì nó hơi vất vả cho mình quá. Tại vì cái đường mà đón xe các bạn biết là nó hơi khó. Ở chỗ trại mình đi để mình nhận mình đón xe rồi khoảng đi về rồi khoảng 30 cây số. Mang chích buổi sáng nó tò mò. Nó theo nó tò mò. Đây. Mang chích nó tò mò không biết mình đang làm gì với mấy con la le. Thôi em vô tèo ơi. Đây là buổi sáng sớm mình xuất hàng nha các bạn. Đầu video thì mình xin chào các bạn, xin chào bà con. Shipper lúc này nó đi xe mới không à, nó đổi xe mới không à. Còn mình thì xe cũ, xe tàn nữa. Nó chạy cho kịp xe khách các bạn à. Đó, thì đó là cái đơn hàng buổi sáng sớm của mình nha các bạn. Thì chuẩn bị thêm một đơn hàng buổi trưa nữa các bạn à. Bây giờ anh em đã đóng sọt xong rồi. Lên xe vận chuyển. Cái đơn hàng này thì mình đi trực tiếp các bạn, đi giao trực tiếp cho khách. Thành ra mình đi sẽ chia sẻ cho các bạn những hình ảnh trên cái chuyến đường đi, và mình đến chỗ mình chia sẻ kỹ thuật lại cho anh em chăn nuôi, cho bà con chăn nuôi cho nó hiệu quả hơn. Chia sẻ lại những cái kinh nghiệm mà mình đã trải qua và đã làm được, và những cái mình cần khắc phục để cho bà con nuôi la le nó hiệu quả. Cái này là mình giao ở Kiên Giang các bạn. Đơn hàng buổi trưa này mình giao ở Kiên Giang. Thì công việc buổi sáng tương đối nó ổn định rồi. Bây giờ cho anh em làm ở những cái công việc trong trại thì mình đi giao hàng, đi hỗ trợ kỹ thuật cho bà con. Thì mình vận chuyển cái này qua bên lộ nó mới xong rồi mới đi lên xe các bạn. Lên xe, bữa nay đi giao trực tiếp các bạn nha. Thì tí xíu nữa đây chia sẻ cho các bạn. Rồi được rồi, như đây không gớt đâu. Hai sọt trao chồng lên luôn đi nha. Từ sọt cũng được. Chuẩn bị lên xe các bạn ạ. Chuẩn bị đi lên xe giao cho khách. Cái này đi qua hướng Kiên Giang. Đây. Lên xe để chuẩn bị. Sẽ nó đi. Đó. Lên máy lạnh thông thoáng à. Cái này mình gửi dưới hầm xe á các bạn. Nếu mà mình không đi giao trực tiếp á, mình gửi dưới hầm xe á, mình cũng vẫn để như vậy các bạn à. Để như vậy dưới cái hầm xe thì nó cũng có cái lỗ thở,
Để mấy này lên trên luôn đi anh. Có cái lỗ thở chứ không phải là cái hầm xe là nó bí nha các bạn. Đó, hầm xe 40 mấy chỗ á, chứ không phải hầm xe nhỏ. Ra thông thoáng lắm, khỏe mạnh lắm các bạn. Nếu mà mình không đi giao trực tiếp, mình cởi xe đó, bớt cái mùi, che bớt. Bữa nay chuẩn bị hoành tráng chuẩn bị hoành tráng mà có 3 sọt. Rồi được rồi, đừng gói kính quá. Rồi đóng lại cho nó lạnh. Nó lạnh hơi được rồi. Không sao đâu, đừng gói kính quá, để cho nó thở. Không, sợ nó bay nè. Sợ nó bay cái lông hả? À, sợ nó bay lông. Không bay đâu, con này không bay bằng con kia đâu. Cái đợt trước đi giao ngay cái đợt mà le nó thay lông. Đợt trước nó thay lông các bạn. Cái nó bay lông trong xe quá trời luôn. Mà bữa nay rút kinh nghiệm. Rút kinh nghiệm là thằng em mình nó che lại hết, nó che kính. Chừa lỗ thở nha. Rồi được rồi. Rồi được rồi, không sao đâu. Không bay được nữa đâu. Tại con này nó chưa lông nhiều, nó chưa có thai, nó chưa có bay được. Thôi chờ đợi đừng có gió. Chuẩn bị kẹp nữa kìa. đi bắt tròn, đi giao tròn thì khỏe hả? Đi giao le này hơi lông nhiều một chút xíu các bạn ơi. Đó. Thì cái việc xong rồi, cái việc chuẩn bị thì nó như vậy các bạn. Đó, nếu mà mình đi giao trực tiếp á thì anh em ở tỉnh xa thì mình đi bằng cái cách này. Anh em yêu cầu thì mình đi trực tiếp, rồi mình trao đổi kỹ thuật, chuyển giao kỹ thuật lại cho anh em, cho bà con. Còn chỗ nào mà không tiện thì mình gửi xe. Xe bây giờ đi khắp cả nước rồi các bạn. Thuận đường, trên đường xe chạy là mình gửi được hết các bạn. Thì như những hình ảnh buổi sáng mình quay cho các bạn coi đó. Anh em chuẩn bị đi gửi xe, rồi cái đơn nào mình đi trực tiếp thì mình chuẩn bị nè. Đang đi trên trực tiếp nè. Đó. Giờ mình đi trên đường, có thể là mình tạm ngưng cái video ở đây để rút ngắn cái thời gian lại. Mình tới chỗ mình chia sẻ cho các bạn vô cái nội dung chính nó hay hơn nha. Đây. Vô đây đá banh luôn, sân bóng đá. Thấy cái đường quẹo vô mà em đi theo cái định, em đi theo cái định vị có cái đường quẹo vô đây, cái nó nói ủa sao quẹo vô đây cục mẻ nè anh ơi. Dạ em tỏn nè, tỏn hả? Dạ. Em đi theo cái định vị lúc đầu, cái định vị sau em không có mở lên. Dạ. Ồ, cái quy trong này đẹp quá nha. Định vị lúc đầu là quá đã. Nhà ở rồi đó. Dạ. Em ghi hình được không? Không mà anh Hợp. Hả? Em ghi hình được không? Ghi tôi đó à. Rồi bắt tay chứ được rồi ha. Ok. Em vô đây, đem vô mát luôn được rồi. Đây để chim. Đây mình bữa nay có mặt tại xã Minh Thuận thuộc Vĩnh Thuận, Kiên Giang. Đang vào la le vô sân bóng đá các bạn, sân cỏ nhân tạo. View đẹp lắm các bạn. Tí xíu nữa mình giao vô và mình chia sẻ với các bạn những cái hình ảnh ở phía bên trong. Chuẩn bị con vật nuôi trước đi. Sân bóng đá. Hữu Nghị sắp lên luôn à. Ê sắp lên luôn. Rồi. Anh rồi hai thằng Thiên luôn đó. Đây ở đây không hả? Là nuôi ở đây hay là nuôi ở đâu? Nó hả? Vậy đem ngoài thả luôn, đem ngoài thả luôn. Ừ. Đó cũng ngoài phiếu này ha. Phải đóng cửa xong rồi đi ra ngoài thả luôn. Wow, đẹp quá trời. Ồ, quá trời đã luôn. Cái wheel này ở dưới đây anh thả tôm hả? Nước mặn hả? Nước ngọt? Nước ngọt à, mình nuôi tôm càng xanh rồi đó hả? Ừ. À,
Cái này ngon rồi, cái này anh bảo anh bao hơi lên hết trơn khu này thì khỏi cần sợ bị mất nữa hả? Ừ. Ở ngoài còn không? Còn mười mấy con, 12 con. Ừ. Em cũng có bắt cho anh mớ con dạng như con lớn lớn tháng á. Ừ. Lớn lớn tháng cho nó mau đẻ. Ừ. Cho nó cứng. Con khoảng ví dụ vậy chứ mấy con. Nó đẻ là dữ dữ luôn đó. Đẻ vô vô này ha. Tôi nuôi con chết hết à. Nuôi con chết hết phải không? À. Rồi chút chỉ cho bí quyết. Nuôi chết sạch luôn. Ồ, cái view này đã cây cảnh nè. Mới rồi. Cỏ trong đó là nữa là cái hướng vô đó đẻ nhiều đó. Trồng cỏ đó, coi mà tôi trồng cỏ cả đó. Đó trồng cỏ đó là nó vô nó đẻ nhiều đó. Thả cái luôn hết gì anh? Hay là sao? Thả luôn ha. Rồi bây giờ để em đi ra ngoài đó em thả ha. Rồi bắt đầu anh em mình vô nói chuyện tiếp. Rồi. Đi ra thả ngoài đó đi, thả ngoài cái chỗ bóng dừa đó đi cho mát. Đây. Mình làm chăn nuôi mà không phải làm du lịch. Vừa đi kết hợp. Vô mấy cái view này đẹp lắm. Coi em tôi trồng cỏ đó không? À. Bên kia tôi trồng cỏ cho nó đẻ đó. Bên đây trồng cỏ kẽn. Đây ha, đây cỏ thái mà. Cỏ thái, cỏ lá rừng thái. Bên kia là tôi trồng cỏ tre cho nó đẻ đó. Đó, đây cái view rất là đẹp luôn các bạn. À, dưới đây anh nuôi tôm nước ngọt ha anh. Nuôi tôm càng xanh càng nước ngọt các bạn. Anh chơi kiển mai nè. Trời, mấy cái gốc này dữ dữ. Giờ mình đi qua cái đường giữa này đi thả nó vô cái hướng chỗ gốc dừa đó. Cây này cái cây bông giấy quá. Phải không? Không phải đâu. Gốc có bốc gốc bông giấy. Đó. Trồng rất là nhiều cây luôn các bạn. Thả lẹ lẹ xong. Trời, lẹ lẹ kìa. Quyên ương nữa kìa. Đó. Tí xíu đi. Thả cái bầy này ra xong thì chia sẻ với các bạn nhiều hơn nữa. Vịt quyên ương là nuôi trong cái môi trường này là nó dễ đẻ lắm. Cỏ nè. Rồi đây, ở đây đi. Ảnh cũng có nuôi le le nữa. Thả luôn đi. Thả luôn. Đẻ dữ lắm hả? Nhưng mà dữ lắm. Nhưng mà nuôi không sống không? Nuôi con. Nuôi con non không sống không? Rồi. Một chút đi. Xong rồi mình chia sẻ một cái kinh nghiệm nhỏ. Một cái kinh nghiệm nhỏ thôi. Nhưng mà nhiều khi á anh coi á là ở trên cái hình ảnh á khi mình làm thực tế nó khác nữa. Ừ. Không phải em chia sẻ cái gì là em chia sẻ hết á, nhiều khi bà con mình áp dụng không đúng á, nó chịch chút xíu à là nó sẽ nuôi không được à, giống như ấp trứng hoặc là nuôi con non vậy đó, chịch chút xíu là mình nuôi nó bị hao à. Anh biết cái trại mà Hà Chính nuôi trộm bên đây không? Hà Chính anh nghe quen gì đó hả? Ờ nghe quen trại lớn. Ừ rồi. Đó. Bắt đầu ra cho nó quen với nước, cái nguồn nước ở miền Tây á, nước ngọt á là thả trực tiếp luôn các bạn. Thả trực tiếp cho xuống nước, uống nước lội nước luôn. Cái mực nước này khoảng 2 tấc á thì nó lên được rồi, lên thoải mái. Đó. Rồi. Nhập bầy với những cái con la le của ảnh luôn. Đó, ảnh cũng có nuôi nữa các bạn. Ảnh cũng có nuôi la le nữa nhưng mà có cái là nuôi không có đẻ nhưng mà nuôi con non không được. Đẻ được, ấp trứng được, nở nhưng mà nuôi con non không được. Để mình vô chia sẻ cho ảnh một chút kỹ thuật nuôi giống như ấp trứng. Đây. Những cây táo nữa các bạn. Cây táo này hai mươi mấy năm. Táo hai mấy năm. Quá đẹp. Quá dữ luôn. Đó. Phong cảnh này gọi là giống như khu nghỉ dưỡng vậy các bạn. Nó bắt đầu nó nhập vô nè, nhập vô ở đó có cái gió nữa kìa. Nó xuống rồi đó, ở đó có cái gió nữa kìa. Gió nuôi tôm quá. Gió cái này ảnh nuôi tôm càng xanh dưới đây, nuôi tôm nước ngọt á. Rồi
ảnh trồng cỏ cho le le nó lên nó đẻ nè. Ảnh coi những cái clip của mình á, ảnh thấy mình trồng cỏ cho le le lên đẻ thì cái cỏ này cỏ chắc cỏ lá gừng dài các bạn, cỏ lá gừng ta nè, nó dài thì cỏ này le le nó đẻ thì nó khoái lắm, nên nó đẻ nó khoái lắm. Thêm mấy cái gốc cây nè, mấy gốc kiện của ảnh nè, đẹp không các bạn, phong cảnh đẹp không. Chung quanh đi tường rào thì lên này chắc khoảng 2,5-3 m các bạn yên tâm rồi, không có sợ le le nó ra, tại vì le le của mình cắt cánh hết rồi, cắt cánh xử lý từ nhỏ hết rồi, le le nó không bay. Chỉ cần cái tường rào các bạn à, ở chỗ trại mình thì cái tường rào khoảng 1,2 m là được rồi. Cái tường rào này được quá chắc chắn rồi, quá kiên cố rồi. Ngày trước anh nói là anh gào bằng tô tấp lô nhưng mà nó lủng nó đi ra ngoài, bây giờ anh xây tường lên luôn, anh xây tường lên luôn, nuôi le le. Anh nói là nuôi le le đẻ nhiều lắm nhưng mà nuôi con non không được, dở cái gió lên rồi, dở cái gió lên rồi. Bữa nay đi với mình thì có hai anh em đi, em tài xế các bạn, có hai anh em đi đó. Ảnh nuôi tôm ở đây nè, dở cái gió lên coi tôm có tôm không. Cá không à, cá rô phi, cá rô phi à, đây cá rô phi, tôm chắc nó trốn đâu hết rồi. Đã ha, cảnh thơ mộng ha. Ở phía trước là ảnh làm cái sân nhân tạo các bạn, sân cỏ nhân tạo, mấy cái gió nè đẹp không các bạn. Kìa le le thì nó lội bên đó kìa. Cái này làm anh có làm cái phao cho ăn nè, để chia sẻ các bạn những cái phao cho ăn nè, nhưng mà phải làm thêm khoảng 3-4 cái nữa. Hồi nãy mình có nói với anh chủ làm thêm 3-4 cái nữa, tại vì le le là nó hay cái phân biệt cái gọi là lãnh thổ lắm. Khi mà bầy mới về á, là nó không nhập vô cái bầy cũ liền, cái con bầy cũ thường là nó cắn những cái bầy mới, nó ăn hiếp bầy mới, thì một cái phao như vậy á, là không đủ, một cái phao như vậy là không có đủ cho nó ăn. Ví dụ như mình bố trí ở đó một góc, ở đó một góc, bốn góc bốn cái phao, thì bốn góc bốn cái phao như vậy là khi mà cái con cũ nó cắn con mới á, thì con mới nó chạy lại chỗ khác nó ăn đó. Đó là một cái kinh nghiệm nhỏ cho các bạn, cho bà con mà nuôi le le mà giữa bầy mới và bầy cũ, để cho nó thấy, nó biết được cái chỗ nó ăn không. Ví dụ như con le le cũ nó cắn con mới á, chạy lại góc này thì nó thấy được thức ăn ở đây không, cắn lại góc kia thì thấy được thức ăn ở đằng kia, thì con le le mình nó không bị đói, dẫn đến nó không có bị kiệt sức. Những con mới về đó, những mới về thì nó tìm ốc, tìm cua, tìm ở trong cái bờ này. Ảnh lót bạc rồi, không có sợ lỡ các bạn. Đây, con mới về nè, những con cũ nè, các bạn thấy không, những con cũ không đó, chưa nhập được, chưa nhập bầy được, chưa nhập bầy được. Chắc khi nào mà nó quen á, nó nhập vô thì nó sẽ giống như nó quen bầy, nó quen hơi các bạn, nó không cắn nhau nữa. Thì như vậy lục bình thì mình có tư vấn cho ảnh là bỏ thêm lục bình hoặc bèo thêm nhiều không, trong môi trường này thì ok rồi các bạn. Những chim mai anh trồng mai rất nhiều thì đôi điều đơn giản vậy thôi, đơn giản chia sẻ với các bạn những hình ảnh về một cái buổi mà mình đi giao le le về Minh Thuận, Vĩnh Thuận, Kiên Giang. Chia sẻ cho các bạn những cái hình ảnh phía bên đây, phía bên trên mai đẹp lắm này, nhiều gốc mai cũng đẹp lắm. Đó, mình thì không gành như về cây kiển mấy nhưng mà nhìn thấy mấy gốc này đều lắm. Đó, giờ để mình vô phía bên trong mình trao đổi với ảnh chút kỹ thuật chăn nuôi. Cái giống như chỗ nghỉ dưỡng của ảnh vậy đó các bạn. Đó, ảnh đang coi YouTube của mình. Để em bước vô đây một cái nha. Tại cái màn hình đó nó hơi đây chân nè, các bạn nhìn cái này chắc thấy rõ ha, trên màn hình nè. Đó, những cái clip của mình chia sẻ cho bà con, chia sẻ cho các bạn nè. Ảnh hay coi clip của mình. Cái gì chắc mình nuôi hơi chặt hẹp tí xíu nha. Các bạn nghe những âm thanh của mình không? Đó. Mình đi ra ngoài mình chia sẻ với ảnh một chút sức kỹ thuật.
Cái nhiệt độ thường là cái mùa nắng nó khác với cái mùa mưa. Nó anh phải nói là cái máy nó tự động, nhưng mà mình phải là cái người chỉnh nó. Chỉnh nó theo cái ý của mình. Thí dụ như anh cài một nhiệt độ là nó ở nhiệt độ đó. Nó không có thay đổi nữa. Còn cái con la le của anh á, hay là con gà nắp á, nó cảm nhận được cái nhiệt từ cái môi trường ở bên ngoài. Giống như cái mùa nắng này nè, là cái con la le anh để ý á, là những cái ổ nó đang ấp ở ngoài trời như vậy đó, nó nhảy xuống nó tắm. Thời tiết mà nắng nóng ở ngoài mà cảm thấy nó nóng trứng đó, nó nhảy xuống nó tắm, nó làm ướt lông đó, nó lên làm mát trứng đó. Đó, anh để ý, anh gình mò mới biết. Tại vì em gình mò nhiều năm em mới nghiên cứu ra được cái vụ cái nhiệt độ nè. Cái mùa hè khác, cái mùa mưa ấp nhiệt độ khác nha. Chứ mà anh quất vô 37 độ 5 từ mùa nắng, mùa mưa gì vô là cái nó không đạt. Cái mùa nắng là thường ấp trứng nó sát không đạt, là nóng, ảnh hưởng nhiệt độ. Đó, là do máy ấp trứng một phần nữa. Anh cứ để ý tự nhiên cái con la le mà nó ở ngoài, tự nhiên nó đẻ ngoài trời, ngoài nắng như anh cứ để ngoài đó, nó nở ra rất là mạnh. Nó lặn anh bắt rất là cực luôn. Nhưng mà mình ấp ra là nó què hoặc hay là nó khó phát triển bình thường được. Là do cái nhiệt độ mình đó, mình chỉnh nhiệt độ mình đó. Ví dụ như cái tháng mưa á, anh muốn đem vô cho máy ấp á, thì anh chỉnh cái độ ẩm nó vừa thôi, 60-65 thôi đó. Nhiệt độ thì 35-37.5 bình thường, 37.5 bình thường là tháng mưa. Tại vì cái môi trường ở bên ngoài là nó đang lạnh, nó đang mưa, nó đang lạnh, thì mình 37.5 là cái nhiệt độ đúng chuẩn của nó nở. Còn cái mùa nắng thì anh giảm xuống, nó tăng độ ẩm lên cho trứng nó mát. Giống như thời tiết mà đang nắng gắt quá, tắt máy luôn. Đang buổi trưa như vậy nè, em tắt máy luôn. Tại vì cái nhiệt độ bên ngoài nó còn hơn cái nhiệt độ ở bên trong nữa. Anh ấp thì những cái thiết bị của anh nè, ví dụ như quạt nè, rồi cái tạo nhiệt này kia, rồi nó tự nó phát nhiệt ra luôn. Anh không cần chạy nó cũng phát ra nữa. Đó, yêu cầu cái quạt nó chạy là trong cái máy mình nó phát ra. Hình như những cái buổi trưa nắng ở ngoài là 39-40 độ gì đó, em tắt máy luôn. Tắt máy xả ra hết luôn, không sao chứ. Cái trứng anh bỏ nó 12 tiếng đồng hồ không gì chứ. Không chết phôi được. Thì anh bỏ qua hết cái nắng gắt 3-4 giờ chiều anh bật máy lên cho chạy lại đó. Còn con la le mà anh để cho nó nở ra, anh dẫn á nha, anh phải theo dõi nó. Thí dụ như nó vừa khẽ mỏ, vừa nở ra, vừa khô lông, anh bắt vô anh nuôi tỷ lệ thành công cao hơn. Mà anh để mà nó dẫn đi mà bày vậy, anh bắt vô nuôi cũng được, nuôi chết hết. Bắt vô là nuôi chết hết, nó đơn giản thôi. Tại vì nó ra ngoài được 3 ngày, 4 ngày là nó lội được rồi. Nó ăn được cái những cái con côn trùng nhỏ 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 ở trong cái đất, trong nước của mình á, để nó sống. Mình đem vô mình cho nó ăn thức ăn, chứ mình đâu có lấy được cái thức ăn ngoài tự nhiên đó đâu. Đó, thì nó không quen thức ăn. 3 ngày là nó chọt bụng, nó đi ngoài là nó chết. Đa số là về cái đường tiêu hóa là nhiều. Mấy cái ngày đầu anh vô, anh bắt vô nó khỏe mạnh lắm đúng không? Ừ, nó rất là khỏe. Đó, thì cái kinh nghiệm thì nó cũng đơn giản vậy thôi. Những cái bầy mà em thả ra ngoài như vậy á, là em canh thí dụ như khoảng vừa nở xuống, vừa xuống nước hay như nào đó em bắt vô, chứ em không để lâu. Anh để chừng 3 ngày là anh vô anh nuôi không sống rồi. Còn không thì anh để cho nó nuôi luôn. Thà anh để cho nó ăn thức ăn tự nhiên ở bên ngoài luôn, nó dẫn đi đâu dẫn kệ nó. Nhưng mà cái mặt độ mình đông quá thì cái con này nó dí cắn con kia thì nó hao hụt, nó chịu, chuột bọ này vô nó chịu. Còn anh đem vô cái con mà nở được 3-4 ngày, anh đem vô là anh thấy bự, anh đem vô là nuôi chết hết. Con nào cũng vậy hết. Đó, kinh nghiệm đơn giản thôi. Còn cái kinh nghiệm ấp trứng thì nói chung là cái ấp trứng anh đưa ra được cái con nó khỏe mạnh là anh nuôi được. Sống nở ra cái con nó đừng có gúng bự rồi có tạp giò là nuôi sống bình thường. Độ ẩm nhiệt độ mình hai cái đó. Độ ẩm, nhiệt độ, đảo trứng thì chung quy cái máy nào cũng vậy chứ. Độ ẩm, nhiệt độ, đảo trứng thôi. Là nó đạt à. Thì mấy cái nhiệt độ đó anh nắm nhừng nhuyễn thì được rồi. Còn không thì anh cho nó tự ấp luôn. Tự ấp đạt lắm á. Ừ. Nó nở đều gan. Nở đều gan nhưng mà rất là khỏe luôn. Đúng rồi. Nó nở đều gan, con nó sẽ xấu vậy đó. Tại vì trứng của nó. Về nuôi lại chết. Nuôi chết. Tại vì cái trứng của nó, anh biết không, cái trứng của nó là nó biết được cái nhiệt độ của nó biết được độ ẩm như thế nào.
Còn cái chính nó nuôi bự luôn thì nó đi à. Nuôi bự lên á thì thí dụ như anh canh á, anh dí anh bắt vô. Khoảng 15 ngày anh dí bắt vô anh cắt cánh á. Nó đâu có đi. Nó giống như cái con hoang dã. Nó giống như cái con hoang dã vậy đó. Chứ nó là không khôn. Nó không có khôn như cái con thừng của mình được. Nó không ở như con thừng của mình được. Anh muốn nó ở thì anh cắt cánh đó. Nó ở đó, nó gặp mình nó cũng nhát nhát giống như dịch viên gương của anh vậy đó. Nó gặp mình nhát nhát chạy vậy đó. Nó anh đi gần nó lại chạy giống như con gừng mà anh bỏ cho mẹ nó giữ. Vậy mà sống. Anh em vô là chết. Le le nó là vậy đó. Để đó đi cưng. Đủ rồi, không chưa khui nó hay là không dán lại. Rồi, em hiểu rồi. Tí xíu nữa, có gì khui 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 ra về giùm em tí xíu này. Đủ ấm này là chùm le le nè Sơn. Cũng được. Thằng đó nó phải chim chóc nó nuôi sống trên mà le le nó nuôi. Nuôi không được quá không? Rồi. Nó cũng chuyên gia. Đây. Chuyên gia mày ngồi đây nè, anh chỉ cho mày dạy chiêu. Đây rồi.